Chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thầy và trò chúng mình tiếp tục với bài chia một số thập phân cho một số thập phân. Bài học này sẽ giúp các em thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Vận dụng giải bài toán có liên quan đến chia một số thập phân cho một số thập phân. Ví dụ 1. 23,56 chia 62. Số chia là 6,2. Phần thập phân của số chia có một chữ số. Ta chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang phải một chữ số được 235,6. Ta bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62. Thực hiện phép chia 235,6 chia 62. Ta bắt 3 chữ số. 235 chia 62 được 3. 3 nhân 62 bằng 186. 235 trừ 186 bằng 49, viết 49. Gập dấu phẩy, viết dấu phẩy ở thương. Hạ 6, viết 6. 496 chia 62 bằng 8. 8 nhân 62 bằng 496. 496 trừ 496 bằng 0, viết 0. Vậy 23,56 chia 6,2 bằng 3,8. Ví dụ 2. 82,55 chia 1,27. Số chia 1,27. Phần thập phân của số chia có 2 chữ số. Ta chuyển dấu phẩy của số 82,55 sang phải 2 chữ số. Được 8.255. Ta bỏ dấu phẩy ở số 1,27 được 127. Ta thực hiện phép chia 8.255 chia 127. Bắt 3 chữ số. 825 chia 127 bằng 6, viết 6. 6 nhân 127 bằng 762. 825 trừ 762 bằng 63, viết 63. Hạ 5, viết 5. 635 chia 127 bằng 5, viết 5. 5 nhân 127 bằng 635. 635 trừ 635 bằng 0, viết 0. Vậy 82,55 chia 1,27 bằng 65. Sách giáo khoa toán 5, bài 1, trang 71. Đặt tính rồi tính. 19,72 chia 5,8. Số chia là 5,8. Có một chữ số ở phần thập phân. Ta chuyển dấu phẩy ở số 19,72 sang phải một chữ số. Được 197,2. Bỏ dấu phẩy ở 5,8 được 58. Thực hiện phép chia 197,2 chia 58. Bắt 3 chữ số. 197 chia 58 được 3, viết 3. 3 nhân 58 bằng 174. 197 trừ 174 bằng 23, viết 23. Gập dấu phẩy,
Viết dấu phẩy vào bên phải Thương vừa tìm được. Hạ 2, viết 2. 232 chia 58 bằng 4, viết 4. 4 nhân 58 bằng 232. 232 trừ 232 bằng 0, viết 0. Vậy 19,72 chia 5,8 bằng 3,4. 8,216 chia 5,2. Số chia là 5,2. Phần thập phân của số chia có một chữ số. Ta chuyển dấu phẩy của số 8,216 sang phải một chữ số. Được. Bỏ dấu phẩy ở 5,2. Được. 52. Thực hiện phép chia 82,16 chia 5,2. Bắt hai chữ số. 82 chia 52 được 1. 1 nhân 52 là 52. 82 trừ 52 bằng 30. Gặp dấu phẩy. Viết dấu phẩy vào bên phải Thương vừa tìm được. Hạ 1, viết 1. 301 chia 52 bằng 5, viết 5. 5 nhân 52 bằng 260. 301 trừ 260 bằng 41, viết 41. Hạ 6, viết 6. 416 chia 52 bằng 8, viết 8. 8 nhân 52 bằng 416. 416 trừ 416 bằng 0, viết 0. Vậy 8,216 chia 5,2 bằng 1,58. 12,88 chia 0,25. Số chia là 0,25. Phần thập phân của số chia có hai chữ số. Chuyển dấu phẩy của số 12,88 sang phải hai chữ số. Được. 1,288. Bỏ dấu phẩy ở 0,25. Được. 25. Thực hiện phép chia 1,288 chia 25. Bắt ba chữ số. 128 chia 25 bằng 5, viết 5. 5 nhân 25 bằng 125. 128 trừ 125 bằng 3, viết 3. Hạ 8, viết 8. 38 chia 25 bằng 1, viết 1. 1 nhân 25 bằng 25. 38 trừ 25 bằng 13, viết 13. Viết thêm vào bên phải Thương vừa tìm được dấu phẩy. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư. Được. 130. 130 chia 25 bằng 5, viết 5. 5 nhân 25 bằng 125. 130 trừ 125 bằng 5, viết 5. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư. Được. 50. 50 chia 25 bằng 2, viết 2. 2 nhân 25 bằng 50. 50 trừ 50 bằng 0, viết 0. Vậy 12,88 chia 0,25 bằng 51,52. 17,4 chia 1,45. Số chia là 1,45. Phần thập phân số chia có hai chữ số. Chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số. Trường hợp thiếu, ta thêm chữ số 0. Được.
1740. Bỏ dấu phẩy ở 1,45 được 145. Thực hiện phép chia 1740 chia 145. Bắt 3 chữ số 174 chia 145 bằng 1, viết 1. 1 nhân 145 bằng 145. 174 trừ 145 bằng 29, viết 29. Hạ 0, viết 0. 290 chia 145 bằng 2, viết 2. 2 nhân 145 bằng 290. 290 trừ 290 bằng 0, viết 0. Vậy 17,4 chia 1,45 bằng 12. Bài tập số 2. Biết 4,5 lít dầu cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg? Như vậy, để giải bài tập này, ta cần quan tâm 4,5 lít dầu cân nặng 3,42 kg. Ta có tóm tắt như sau. 4,5 lít nặng 3,42 kg. Ta phải tìm 1 lít cân nặng bao nhiêu kg và ta tìm bằng cách nào? Tìm khối lượng 1 lít dầu bằng cách lấy khối lượng chia cho số lít dầu. Cụ thể là lấy 3,42 chia 4,5. Tiếp đến, ta quan tâm nội dung nào? 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg? 8 lít cân nặng bao nhiêu kg? Ta tìm khối lượng 8 lít dầu bằng cách nào? Bằng cách lấy khối lượng 1 lít dầu nhân cho số lít dầu. Nào, bây giờ các em hãy bấm dừng video. Dựa vào phần phân tích đề, tự thực hiện tìm lời giải các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Khối lượng 1 lít dầu, ta lấy khối lượng chia cho số lít dầu. Ta lấy 3,42 chia 4,5 bằng 0,76, đơn vị là kg. Khối lượng 8 lít dầu, ta lấy khối lượng 1 lít dầu nhân số lít dầu, cụ thể là lấy 0,76 nhân 8 bằng 6,08 kg. Đáp số 6,08 kg. Bài tập số 3. May một bộ quần áo hết 2,8 mét vải. Hỏi có 429,5 mét vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và thừa mấy mét vải? Như vậy, để giải bài tập này, ta cần quan tâm đến nội dung nào? Nội dung đầu tiên ta cần quan tâm đến là một bộ quần áo cần 2,8 mét vải. Tiếp đến, ta cần quan tâm đến chi tiết nào? Tiếp đến, ta quan tâm đến chi tiết. Có 429,5 mét vải thì may được tất cả bao nhiêu bộ quần áo như thế và thừa mấy mét vải? Như vậy, 429,5 mét vải may được bao nhiêu bộ và còn thừa lại mấy mét vải? Như vậy, ta tìm số bộ quần áo may được bằng cách nào? Ta có thể tìm số bộ quần áo may được bằng cách lấy tổng số mét vải chia cho số mét vải may một bộ quần áo. Từ đó, ta sẽ kết luận được số bộ quần áo may được và số mét vải dư. Như vậy, dựa vào phần hướng dẫn, các em hãy bấm dừng video và tự hoàn thành bài tập này các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Tìm số bộ quần áo may được bằng cách lấy tổng số mét vải chia cho số mét vải may một bộ. Cụ thể là
ta lấy 429,5 chia 2,8. Được kết quả là 153 và dư 1,1. Từ đó ta kết luận số bộ quần áo may được là 153 bộ và số mét vải dư là 1,1 mét. Tiết học của lớp chúng mình đến đây đã hết. Ở nhà các em nhớ hoàn thành bài tập ở sách giáo khoa toán 5 và chuẩn bị tiếp bài luyện tập. Và thầy xin giới thiệu bước tìm video hướng dẫn bài học. Các em nhớ nhấn nút đăng ký, bấm like và chia sẻ các em nhé. Bước 1. Bước 2. Bước 3.